Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ sinh, những gì là 10? Đó là xa lìa ngu si, chánh niệm chánh tri mà sinh, phóng lưới đại quang minh, chiếm khắp 3.000 đại thiên thế giới mà sinh, trụ cõi cuối cùng, càng không thọ thân sau mà sinh, chẳng khởi mà sinh, biết ba cõi như huyễn mà sinh, trong 10 phương thế giới khắp hiện thân mà sinh, trí nhất thiết trí thân mà sinh, phóng tất cả Phật quang minh, khắp giác ngộ tất cả thân chúng sinh mà sinh, nhập đại trí quán sát tam muội thân mà sinh. Phật tử khi Bồ Tát sinh thì chấn động tất cả cõi Phật, giải thoát tất cả chúng sinh, diệt trừ tất cả đường ác, che lấp tất cả các ma, vô lượng Bồ Tát đều đến tụ hội. Phật tử, đó là 10 thứ sinh của Đại Bồ Tát vì điều phục chúng sinh mà thị hiện như vậy. Phật tử, Đại Bồ Tát do 10 việc mà thị hiện mỉm cười tâm tự tại. Những gì là 10? Đó là Đại Bồ Tát nghĩ rằng tất cả thế gian chìm đắm trong vũng bùn ái dục, trừ một mình ta ra, không ai có thể cứu giúp. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự tại. Lại nghĩ rằng tất cả thế gian bị phiền não làm mù lòa, chỉ có ta khiến cho họ đầy đủ trí huệ. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự tại. Lại nghĩ rằng, nay ta vì thân giả danh này sẽ đắc được pháp thân vô thượng Như Lai, đầy khắp ba đời. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự tại. Bấy giờ Bồ Tát dùng mắt không chướng ngại quán khắp 10 phương hết thảy trời Phạm Thiên cho đến tất cả trời Đại Tự Tại, bèn nghĩ như vậy, những chúng sinh này đều tự cho rằng là có đại trí lực. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự tại. Bấy giờ Đại Bồ Tát quán các chúng sinh từ lâu đã trồng căn lành, nay đều thối lùi mai một. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự tại. Bồ Tát quán thấy hạt giống thế gian gieo trồng tuy ít mà đắc được quả rất nhiều. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự tại.